sức của anh hải, ngày đêm tối bao trùm tất cả, vạn vật đều đắm chìm trong bóng đêm, tham lam cao độ là mấy kỳ hẹp hòi, sự thờ ơ lãnh đạo, sự hèn nhát thấp kém đang hư trị từng tâm hồn từng người, họ đang run sợ kiếp đám. Hai các bạn vòng tay ra đóng cửa nha. Các bạn ơi, đi chuyện vô. Ôi hương thần, bằng ma thuật của mình, bóng đêm xua đuổi loài người, bắt họ phải quy phục dưới chân ta, làm nô lệ cho ta. Hỡi thần bóng đêm, người đã nhầm. Sự u mê đen tối của ngươi không làm gì được ta và loài người đâu. Hỡi tất cả các anh em, hỡi những người con can đảm của thần lửa, chúng ta không hề khiếp sợ trước bóng đêm, chúng ta càng không run tay trước quỷ dữ và hung thần. Ngọn lửa truyền thống là niềm vinh quang tự hào của chúng ta. Chúng ta có đủ sức mạnh và lòng dũng cảm để chiến thắng sự hung bạo, có đủ trí thông minh để xua tan nỗi run sợ, hoang mang và sự hèn nhát nhu nhược đó. Chúng ta hãy đoàn kết lại, hãy sống trong tình yêu thương đồng loại, hãy gạt bỏ những xấu xa khỏi cuộc sống của chúng ta. Hỡi muôn dân, hãy nhìn kia, ngọn lửa truyền thống đã bừng sáng. Bóng tối đang bị dồn nén, xua đuổi. Ánh sáng của ngọn lửa đang rực cháy trong niềm hân hoan của mỗi chúng ta. Nào, hãy hát lên, múa lên trong ngày vui hôm nay. Nào, hát to lên, múa vui lên mừng lửa thiêng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rộng ra, rộng ra. Nắm tay lại nào, nắm tay lại nào. Rộng vừa thôi, rộng vừa thôi, mày đừng. Chỉ còn ít phút nữa thôi chúng ta sẽ được vào đó.